Nếu bạn nào đã từng đi những cái triển lãm của Van Gogh tại Việt Nam hoặc là nhiều nơi trên toàn thế giới, có thể là các bạn không thể nào mà quên đi được một cái bức họa cực kỳ nổi tiếng mang tên là Starry Night đến từ Van Gogh. Đây được coi là một trong những bức họa nổi tiếng nhất của ông. Và đến thời điểm bây giờ, khi mà chúng ta nói quá nhiều về hội họa phương Tây, chúng ta đã có một cái dòng sản phẩm mà hiện tại được mang lại những cái nét hội họa đến từ Van Gogh đến từ Trung Quốc. Không đâu khác, chính là chiếc Nubia Z60 Ultra đến từ ZTE, và đây là cái phiên bản Starry Night với một cái giao diện và một cái phiên bản limited nó cực kỳ đẹp như thế này. Liệu với 1 triệu đồng hơn các bạn bỏ ra để sở hữu nó, 1 triệu đồng lớn hơn cái phiên bản gốc nha, thì chúng ta sẽ có gì? Hãy cùng làm rõ hơn trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lab. Đây là một phiên bản limited các bạn nha, và khi mà mình nhận nó về ấy, thì hoàn toàn là nó chỉ có một cái hộp như này thôi. Nếu như các bạn hỏi về seal ấy thì nó có một cái seal, nhưng mà đây là seal ni lông. Bức tranh của chúng ta ở bên ngoài thì thực tế là chỉ là một cái bức tranh 3D mà thôi, hay là chúng ta gọi ngày xưa là bức tranh ảo ảnh ấy các bạn. Có một điều hơi khác một chút nha, đó là cái bức họa ở phía bên ngoài của cái bức tranh Van Gogh này thì nó không phải là cái phiên bản bức họa Starry Night của chúng ta, mà đây là cái phiên bản Starry Night Over the Rhone các bạn nha. Có nghĩa là cái bức họa bên ngoài và cái bức họa chủ đề của cái chiếc Z60 Ultra này nó là hai bức khác nhau. Nó sẽ là một cái vỏ này là một cái vỏ cực kỳ cứng cáp luôn. Và cái vỏ này nó là bằng nhựa. Nó sẽ sần sần thế này để khi mà các bạn nhìn vào là nó sẽ có những cái hiệu ứng như là 3D rồi là thay đổi hình ảnh, màu sắc các thứ. Sẽ có tên của chiếc máy ở đây và đầy đủ tất cả những thông tin được đính kèm. Cái hộp này thì đúng thật với các bạn là nó làm rất tỉ mỉ và chắc chắn luôn, rất giống với những cái hộp rượu mà chúng ta đã có hàng năm. Và đây là chiếc Z60 Ultra của chúng ta. Lát nữa thì mình sẽ nói về cái chiếc điện thoại này sau. Và nếu như các bạn lật cái phần ô vuông này lên thì ở dưới sẽ trời ạ, đầy đủ tất cả các phụ kiện, và thậm chí là đây là chiếc máy đầu tiên mà mình thấy là Nubia họ trang bị cho chúng ta từ A đến Á, bao gồm là hai củ sạc, hai cáp sạc và một cái ốp lưng luôn. Một củ sạc với cái giao diện là Starry Night các bạn nha. Cái này là hoàn toàn là in lên các bạn nha. Đây sẽ là củ sạc 7,25A 11V, có nghĩa là nó rơi khoảng đâu đó là khoảng 80W các bạn nha. Không hiểu vì lý do gì mà bên Nubia họ cũng tặng thêm cho chúng ta một cái củ sạc nữa. Và cái củ sạc này thì nó lại là cái củ sạc có hai đầu C và một đầu A. Nó cũng sẽ là củ sạc 80W cho các bạn luôn. Kèm theo đó thì các bạn sẽ có hai cáp sạc. Theo mình biết là hai cáp sạc này đúng là hai cáp sạc y hệt nhau các bạn ạ. Đây chính là cái ốp lưng của chúng ta, được vẽ lại theo bức tranh Starry Night, nhưng mà thực tế là nó chỉ có một cái ô mặt trời này mà thôi. Cái ốp lưng này mình đánh giá không cao, bởi vì nhìn nó khá là giống với cái ốp lưng mà mấy chục nghìn các bạn mua ở ngoài thời trang ấy, kể cả về chất liệu, kể cả về cái nét in luôn. Nhưng cái hay ở đây, nó sẽ có một công nghệ sạc đến từ Nubia. Đó, tròn tròn này này, khi các bạn cắm vào chiếc máy chúng ta là chúng ta có thể sạc được không dây luôn. Đây là một cái ốp lưng mà mình không đánh giá cao lắm, và nếu các bạn đeo ốp lưng này vào thì nó mất hết giá trị của chiếc máy đi các bạn ạ. Cái ốp lưng này nó không đẹp nữa, nó không ôm viền nữa. Đây các bạn sẽ thấy là cái phần viền này nhìn nó rất là kỳ luôn, nó chỉ là cụp vào thôi chứ nó không liên quan đến cái phần viền này cả. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, đẹp lắm các bạn ạ. Đây, với bạn nào mà mua chiếc điện thoại này về nha, các bạn lưu ý là chúng ta hoàn toàn có thể bóc nó ra mà không cần ảnh hưởng đến seal, bằng cách là chúng ta chỉ cần bóc nhẹ cái phần camera này ra thôi. Đó. Rồi, sau đó chúng ta đẩy lên là xong. Đấy, chúng ta vẫn có thể giữ được cái seal này, để nếu như các bạn có mua lại bán lại theo cái cách là sưu tầm ạ, là chúng ta vẫn có thể bảo quản được cái seal của chiếc máy. Đẹp lắm luôn ý. Trời ạ. Đây là chiếc Z60 Ultra phiên bản Starry Night của chúng ta. Cái họa tiết Starry Night ở trên đây thì nó sẽ không thể hiện được 100% cái bức họa Starry Night của chúng ta đâu, mà nó sẽ chỉ là một phần ở trong cái bức họa đó thôi. Thực tế thì cái chiếc Z60 Ultra này nó không khác biệt gì so với phiên bản Z60 Ultra gốc các bạn ạ. Chúng ta vẫn sẽ có bộ 3 camera ở đây, và chúng ta sẽ có một camera zoom tiềm vọng ở đây. Và cái điểm hay ở đây nha, đó chính là cái mặt lưng của cái chiếc Z60 Ultra này. Nó chống mồ hôi dấu vân tay luôn các bạn nha. Mình nghiêng cho các bạn xem này. Khi chúng ta nghiêng cái bức tranh này ở cái phần mặt lưng này, các bạn cũng sẽ thấy rằng là nó sẽ có cái hiệu ứng thay đổi 3D ảo ảnh rất đẹp luôn. Tất cả những cái đường nét của chiếc máy này nó đều được làm rất rất giống với những cái bức tranh sơn dầu của Van Gogh. Khác với những phiên bản điện thoại limited ấy, thì cái chiếc điện thoại này nó hoàn toàn không có một cái theme nào liên quan đến Van Gogh cả. Đơn giản là nó chỉ có một cái hình nền liên quan đến Van Gogh mà thôi. Và cái màn hình của chúng ta thì những cái phần icon này, những cái phần giao diện này thì y hệt như một cái chiếc điện thoại bình thường đến từ ZTE.
Năm nay phải nói là ZTE làm cái phần camera ở phía trước nó ẩn dưới màn hình nó rất đẹp luôn. Nó gần như không lộ ra ở phía trước. Các bạn còn nhớ những cái phiên bản trước đến từ ZTE nhá, kể cả những cái phiên bản Nubia Red Magic chẳng hạn, thì cái phần cụm cam ở phía trước nó cũng sẽ làm nó hơi lộ ra một xíu dù cho là ẩn dưới màn hình. Nhưng mà năm nay đây các bạn này, nó ẩn hẳn ở dưới màn hình luôn và chúng ta gần như không thấy bất cứ một thứ gì cả. Nó sẽ là một màn hình AMOLED và nó sẽ kèm theo cái tần số quét là 120Hz. Tuy nhiên cái độ sáng chúng ta sẽ chỉ là 1500 nits peak mà thôi, nó không thể nào lên được cao hơn nữa. Snapdragon 8 Gen 3 cũng sẽ là con chip được trang bị ở trên đây. Kèm theo là chúng ta sẽ có khả năng kháng bụi kháng nước IP68, pin của chúng ta sẽ là 6000 mAh, sạc nhanh của chúng ta lên đến là 80W thì chúng ta đã có sẵn ở trong hộp rồi. Mức giá trên điện thoại này nếu mà mình tham khảo ở XT Mobile thì nó rơi vào khoảng là 17.990.000, nghĩa là gần 18 triệu cho cái phiên bản 16GB 512GB bộ nhớ trong. Và nếu các bạn muốn tham khảo thêm những dòng sản phẩm này thì đừng quên là truy cập vào đường link phía bên dưới đến XT Mobile nha. Hiện tại ở XT Mobile thì mức giá của chiếc điện thoại này mình nghĩ là ok rồi. Và đây là đơn vị cũng sẽ phân phối chiếc điện thoại này luôn. Và đây sẽ là điện thoại xách tay các bạn nhé. Một cái điểm khá là hay trên thoại này đó chính là chúng ta sẽ có camera 50MP và khẩu độ chúng ta sẽ là f1.6. Đây là tiêu cự 35mm, một camera 64MP tiêu cự 85mm và một camera ultra wide với tiêu cự là 18mm. Và điểm hay là tất cả những camera trên chiếc thoại này trừ camera selfie ra thì đều có chống rung quang học OIS. Mình vẫn đánh giá không quá cao những cái khả năng chụp ảnh của con điện thoại này hay kể cả quay phim nữa. ZTE chưa bao giờ được đánh giá là một nhà sản xuất quá mạnh trong cái việc là tối ưu phần mềm cho những cái nhu cầu chụp ảnh rồi. Thế các bạn nghĩ sao về dòng sản phẩm điện thoại này? Đừng quên comment bên dưới nha.